thưa quý vị bộ đội cộng sản kêu uh, kêu thấu là thiếu khẩu trang nhà cầm quyền thì lại xuất cảng sang trung cộng gần 4 triệu cái Truyền thông nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vào ngày 5 tháng 2 loan tin, trong khi người dân giành nhau mua từng chiếc khẩu trang với giá cao gấp nhiều lần, còn bộ đội biên phòng Cộng sản cũng kêu thang là thiếu 13.000 chiếc khẩu trang, thì nhà cầm quyền tuyên bố đã xuất cản sang Trung Cộng gần 4, 4 triệu chiếc khẩu trang. Ngày 4 tháng 2, Đại tá Phan Đình Hoài, trưởng phòng quân y Bộ đội Biên phòng Cộng sản Việt Nam cho biết, đơn vị này đã yêu cầu nhà cầm quyền cấp ứng 20.000 khẩu trang, nhưng mới chỉ nhận được 7.000 chiếc. Số lượng này chỉ chỉ đủ dùng trong vòng 3 ngày và gây khó khăn trong công việc phòng chống dịch bệnh coronavirus. Theo lời của ông Hoài, Việt Nam có đường biên giới đất liền với Trung Cộng dài gần 1.500 km và có đến 7 cửa qua quốc tế, 6 cửa qua chính, 21 cửa qua phụ và 44 lối mở đường mòn, cho nên quân số biên phòng phải trực khoảng 1.000 lính. Một ngày, mỗi người phải dùng tới hai chiếc khẩu trang, nên việc nhà cầm quyền cấp cho họ một cách nhỏ giọt như vậy cũng chỉ như muối bỏ bể. Ngoài khẩu trang thì các đơn vị tại địa phương đã phải tự mua xà bông, nước rửa tay và khẩu trang để phòng dịch. Thay thảm hơn là bộ đội biên phòng Cộng sản, những ngày vừa qua nhiều người dân Việt Nam phải đi lùng khắp các tiệm thuốc Tây để tranh nhau mua khẩu trang với giá đắt gấp nhiều lần, nhưng nhiều người phải ra về tay trắng vì không mua được rơi vào tình trạng trên thì nhiều người chưa kịp hiểu nguyên nhân của việc khan hiếm hàng thì cơ quan hải quan tỉnh Lạng Sơn ra tuyên bố từ ngày 1 tây tháng Giêng đến ngày 3 tây tháng 2 các đơn vị hải quan cửa khẩu đã làm thủ tục hải quan cho 3.970.000 chiếc khẩu trang tức là gần 4 triệu chiếc thưa quý vị của khẩu trang y tế của Việt Nam trị giá là khoảng 92,17 mỹ kim xuất cảng sang Trung cộng. Như vậy là nguyên nhân của việc người dân Việt Nam và bộ đội biên phòng bị thiếu khẩu trang y tế là do nhà cầm quyền đã thu gom tích trữ để cho dân Trung cộng sử dụng nhằm làm vừa lòng nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh.